Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Lịch sử Thế giới. Quý vị thân mến, vào những năm 2010, dân mạng truyền tay nhau clip phỏng vấn một cậu bé người Nga có tên là Boris Kryzanovic về khả năng đặc biệt của mình. Theo đó, cậu bé tự nhận kiếp trước mình được sinh ra trên sao Hỏa, sau đó tái sinh ở trái đất với nhiệm vụ cao cả là cứu lấy nhân loại. Đoạn phỏng vấn này ngay lập tức thu hút được hàng triệu người theo dõi, phần lớn đều không tin và cho rằng cậu bé này chắc chắn không bình thường. Tuy nhiên, theo thời gian, những dự ngôn của cậu bé đã có sự chính xác, nhiều người tỏ ra bất ngờ, kinh ngạc. Mới đây nhất, cậu bé Sao Hỏa lại đưa ra thuyết vũ trụ vô cùng chấn động. Cụ thể nội dung thuyết đó là gì? Điều gì sẽ xảy đến với trái đất của chúng ta? Hãy cùng theo dõi đến hết video này của Lịch sử Thế giới để có câu trả lời chính xác nhất nhé! Mọi người hẳn như đã quen thuộc với cậu bé Sao Hỏa vì cậu gần như đã đồng hành với toàn bộ quá trình trưởng thành của những người thế hệ 9X. Từ năm 2010, cậu đã là nhân vật trung tâm trong lĩnh vực tiên tri, người ngoài hành tinh và sự huyền bí. Cậu bé Sao Hỏa này trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi thu hút sự chú ý của tờ báo Nga Pravda. Theo bài báo, một cậu bé ở thị trấn nhỏ phía bắc của Volgograd của Nga tự nhận mình đến từ Sao Hỏa. Linh hồn của cậu được đầu thai trên trái đất là để giúp người dân trên trái đất chống lại thảm họa cuối cùng và xây dựng lại quê hương tuyệt đẹp. Lần cập nhật cuối cùng trên Facebook của cậu là ngày 26 tháng 5 năm 2017. Tại một cuộc tụ họp năm 7 tuổi, Boriska bất ngờ tuyên bố rằng mình đến từ Sao Hỏa, nói rằng nền văn minh Sao Hỏa đã bị hủy diệt bởi một thảm họa và bầu khí quyển gần như biến mất. Nhưng người Sao Hỏa vẫn sống trong lòng đất. Trong tiền kiếp, Boriska thường xuyên đi lại giữa trái đất và Sao Hỏa để giao thương với nền văn minh Lemuria sơ khai trên trái đất. Tàu vũ trụ của cậu có thể ngay lập tức vượt qua không gian rộng lớn giữa trái đất và Sao Hỏa. Năm 2007, cậu bé 11 tuổi Boriska dự đoán rằng năm 2011 sẽ có 3 thảm họa liên quan đến nước. Bệnh dịch sẽ hoành hành trở lại và loại virus đột biến mới sẽ mang đến những thảm họa nghiêm trọng, mặc dù đây không phải là những gì mà chúng ta muốn thấy. Nhưng đây là thần quốc thanh tẩy của trái đất, nơi loài người sinh sống, bởi vì nếu không đến một thời điểm quan trọng thì loài người sẽ không thức tỉnh, bạo lực và chiến tranh trên trái đất sẽ luôn tồn tại. Một thảm họa lớn sẽ xảy ra với một lục địa trên trái đất vào năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2008, Boriska đã đề cập rằng thần bảo hộ tương lai, thần chỉ dẫn, Guiding Spirit sinh ra ở Trung Quốc, giống như thần chỉ dẫn vĩ đại. Tôi có sứ mệnh của riêng mình. Trung Quốc, nơi được thần quốc lựa chọn, là quốc gia để các thần mang sứ mệnh luân hồi, có địa vị lịch sử đặc biệt. Boriska nói rằng có một con sư tử nằm bên cạnh các kim tự tháp của Ai Cập và có một cánh cửa sau tai của tượng nhân sư. Nếu cánh cửa được mở ra, nó có thể đưa nền văn minh nhân loại lên một tầm cao mới. Theo những bức ảnh đằng sau tai của tượng nhân sư, có một thiết bị giống như cánh cửa, nhưng cánh cửa dường như đã bị chặn bởi một viên đá. Sau khi báo chí Nga công khai thông tin vào năm 2010, Boriska đã im lặng trong một thời gian dài. Nhưng vào năm 2019, một clip phỏng vấn chàng trai Sao Hỏa ở tuổi 23 xuất hiện trên Internet đã mô tả phản ứng mới nhất của anh trước một số tin đồn. Trong một cuộc phỏng vấn, Boriska bị vặn hỏi là anh đã đến từ nền văn minh tiên tiến ở Sao Hỏa, tại sao không sử dụng khoa học và công nghệ tiên tiến đó để tạo phúc cho con người trên trái đất. Boriska cho biết, ký ức về kiếp luân hồi chỉ có thể đem theo 2%. Đặc biệt, thông tin về chiến tranh, thiên văn và công nghệ bị cấm tuyệt đối, và những thông tin này cũng sẽ được xóa sạch trước 10 tuổi. Điều duy nhất bây giờ là thỉnh thoảng mơ thấy, là nhanh chóng ghi lại sau khi thức dậy. Boriska nói rằng Sao Hỏa không phải là một hành tinh độc lập, mà là điểm gặp gỡ của thời gian và không gian đa chiều. Hệ thống quản lý ở đây cũng dùng đạo đức ước thúc, không có khái niệm chính trị và chính phủ. Boriska cho biết, 4.500 năm trước, trái đất bị hồng thủy ngập lụt và mực nước biển dâng cao đến 5.000 mét so với mực nước biển hiện nay. Chỉ một phần nền văn minh của các khu vực cao nguyên trên trái đất vẫn còn được bảo tồn. Mặt trăng được tạo ra bởi một nền văn minh tiền sử của con người cách đây rất lâu. Nó được đưa đến quỹ đạo mặt trăng để tổ hợp. Nó là một quả cầu rỗng. Kể từ năm 2000, thời gian của trái đất đã được điều chỉnh gia tốc. Trái đất trước kia từng là 24 giờ một ngày, hiện nay nó được điều chỉnh thành một giây. Toàn bộ trường thời không và vật chất đã được thay đổi, nhưng con người trái đất không phát hiện ra. Boriska nói rằng, vũ trụ có trung tâm là Sao Hỏa, 3.000 thiên hà lớn là tầng thứ nhất của vũ trụ lớn hơn, to hơn vũ trụ chúng ta 3.000 lần. Nền văn minh tiên tiến nằm ở tầng thứ hai, ngoài tầng đó ra thì cậu không rõ. Bắt đầu từ năm 2020, thời gian trái đất đã bị điều chỉnh tăng tốc rồi. Trước đây trái đất là 24 tiếng một ngày, bây giờ bị điều chỉnh thành một giây. Một ngày bằng 84.600 giây, như vậy tốc độ đã tăng lên 86.400 lần.
trường không gian, thời gian, tổng thể và vật chất đều bị thay đổi, chẳng qua người trái đất không phát hiện ra mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi qua đời, nhà vật lý Hawking cho biết, bất kể cậu ấy có đến từ sao Hỏa hay không, kiến thức về vũ trụ và thiên văn học của cậu bé sao Hỏa này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi tin rằng các nhà khoa học quyền uy trên toàn thế giới đều có nhận thức này. Chúng ta không thể bỏ qua vũ trụ luận và những tiên đoán của cậu ấy cho tương lai. Sự xuất hiện của cậu bé sao Hỏa đã mang đến những điều thú vị về con người, cũng như hành tinh đỏ mà ai cũng cảm thấy thích thú mỗi khi nhắc đến. Poriska đã thể hiện vốn hiểu biết phi thường về vũ trụ từ khi còn nhỏ, tự nhận từng là người sao Hỏa trước khi tới trái đất. Đằng sau cậu bé sao Hỏa này còn những điều bí ẩn nào nữa hay không? Hãy cùng Lịch sử Thế giới tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé! Cậu bé sao Hỏa có tên đầy đủ là Boris Kriprijanovic hay Poriska theo tiếng Nga, có nghĩa là Boris bé bỏng. Cậu bé đặc biệt này sinh ra tại Zhirinovsk, nước Nga. Boris sinh năm 1996 và khi 14 tuổi, cậu bé được cha mẹ tới thăm ngọn núi có tên gọi là Mezdereskaya Grizhada để nạp năng lượng. Ngay từ bé, Boris đã có biểu hiện khác người. Mẹ cậu là bác sĩ nhận thấy con trai mình khỏe hơn bình thường, phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác. Khi mới 15 ngày tuổi, Boris đã có thể tự nhấc đầu lên và nói được những từ đơn giản như Baba vào tháng thứ tư của cuộc đời. Cậu bé nói cũng rất sớm sau đó. Boriska đã bắt đầu đọc các dòng tít trên báo năm 1 tuổi và đã biết vẽ năm lên 2. Cậu bé sau đó bắt đầu vẽ tranh sơn mài, thể hiện trí nhớ có 102, khả năng ngôn ngữ phi thường lúc mới vào mẫu giáo và khi 2 tuổi. Bắt đầu lúc 2 tuổi rưỡi, năng lực trí nhớ và năng lực học tập đặc biệt của Boriska khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Nhưng mẹ cậu bé nhanh chóng phát hiện ra rằng có rất nhiều hiểu biết của Boriska vốn dĩ không phải hệ thống kiến thức có được từ những người xung quanh. Bởi vì tranh vẽ và những gì cậu thường xuyên nói đến đều là những nội dung liên quan đến sao Hỏa, hệ hành tinh và nền văn minh. Ngoài những đặc điểm trên, Boriska cũng có nhiều điều khiến cha mẹ cậu bé thấy khác thường. Họ thường thấy cậu bé ngồi thiền tĩnh lặng với tư thế khó hiểu. "Chưa ai dạy con tôi những thứ đó," mẹ cậu nói. "Đôi lúc con tôi ngồi xếp chân như đài sen và bắt đầu kể cho chúng tôi về sao Hỏa, các hành tinh, những nền văn minh khác trong vũ trụ. Chúng tôi thực sự bất ngờ và không thể nào hiểu nổi con mình đang nói gì nữa." Cậu bé Boriska kể rất nhiều về vũ trụ, những phi thuyền không gian, về sao Hỏa bị mất nước như thế nào, về những thành phố ngầm vẫn còn tồn tại trong lòng sao Hỏa ngày nay. Cậu bé nói mình đang ngồi tưởng lại cuộc sống trước đây trên sao Hỏa và những trải nghiệm của mình. Boriska nói rằng khi nền văn minh Lemurian xuất hiện trên địa cầu, sao Hỏa đang phải hứng chịu cuộc chiến tranh tàn khốc. Cậu bé cũng kể về xã hội tiên tiến Lemurian trên trái đất bị diệt vong khi người ta ngừng tín ngưỡng và mất kết nối với hành tinh của mình. Dự án Camelot điều tra về Boriska. Những thông tin kỳ lạ về cậu bé đã khiến một nhóm lập nên dự án Camelot để điều tra và làm bộ phim tài liệu ngắn về Boriska năm 2012. Khá nhiều tờ báo Nga lúc bấy giờ đã đăng tải câu chuyện phi thường về cậu bé sao Hỏa. Ngày 8 tháng 10, chúng tôi đặc quyền phỏng vấn cậu bé và mẹ mình là bà Nadia ở gần Moscow, nơi bà Nadia đã đưa cậu bé tới một trường đặc biệt dành cho trẻ năng khiếu. Cậu bé sống ở một căn hộ có một phòng, người cha không có mặt tại đó, Bill Ryan. Tuy nhiên, ngoài bộ phim tư liệu của dự án Camelot, cho tới nay vẫn chưa có bất cứ công trình nghiên cứu khoa học nào xác nhận những thông tin mà Boriska đưa ra. Truyền thông Nga cũng không nhắc tới tên của thần đồng này từ đó đến nay. Công nghệ ngoài trái đất. Boriska đã mô tả nhiều về những con tàu điện đại trên sao Hỏa, các chủng sinh vật hành tinh khác nhau, công nghệ của họ và cuộc chiến từng xảy ra trong quá khứ. Cậu bé mô tả về những phi thuyền chạy bằng năng lượng ion và những con tàu khác có năng lượng cực mạnh. Người ở sao Hỏa không dùng dầu hay khí thiên nhiên do các động cơ của họ quá mạnh đến nỗi chẳng mấy chốc nguồn tài nguyên nơi đây cạn kiệt. Khi được hỏi về UFO, cậu bé kể rằng mình thường thấy những hình giọt lệ hơn là hình chảo thuyền thống. Một chuyên gia đã hỏi Boriska vì sao tàu vũ trụ của con người thường bị rơi khi tới gần sao Hỏa. Cậu bé nói rằng người sao Hỏa phát ra tín hiệu đặc biệt để phá hủy những vật thể chứa phóng xạ độc hại cho chúng tôi. Chiến tranh trên sao Hỏa. Cậu bé kể về loại công nghệ giúp quên nổ ở sao Mộc nhằm chuyển nó thành mặt trời thứ hai. Như vậy, người ở đây sẽ có đủ nguồn năng lượng để dùng. Tuy nhiên, trước khi công nghệ này được sử dụng, chiến tranh nổ ra và mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Tiểu thuyết gia Nikolai Lesvastrov từng viết nhiều cuốn sách về vũ trụ và thiên hà, trong đó có đề cập tới chiến tranh trong các giải thiên hà từng nổ ra tại sao Hỏa kéo dài mấy ngàn năm trời. Trong một lần phỏng vấn có đoạn như sau. "Chúng tôi không sợ chết vì chúng tôi bất tử. Từng xảy ra một tai nạn thảm khốc trên sao Hỏa nơi tôi sinh ra và lớn lên. Những người như tôi vẫn còn sống ở đó. Chiến tranh hạt nhân đã xảy ra trên sao Hỏa. Mọi thứ đều bị thiêu rụi, chỉ một vài người sống sót.
họ đã lại dựng nơi trú ẩn và tạo vũ khí mới. Mọi thứ đều thay đổi, người sao hỏa chủ yếu thở bằng carbon dioxide. Nếu họ bay tới trái đất, chắc hẳn họ sẽ phải xả xuống những ống khói phả ra loại khí này, Boriska chia sẻ. Vậy vì sao cậu từ sao hỏa mà lại không cần carbon dioxide? Tôi đang mang hình hài này nên thở bằng oxy, nhưng các ông biết không, oxy khiến con người chóng da, Boriska trả lời. Nếu xét về kiến thức khoa học thông thường, quả thật hít thở oxy sẽ khiến con người già đi như lời cậu bé nói. Nhận xét về nhân loại địa cầu. Khi được hỏi về đánh giá đối với con người hiện nay, Boriska nói rằng cậu không muốn nói điều gì không hay về con người. Có thể cậu bé muốn nói rằng con người nên hợp tác và yêu thiên nhiên hơn. Sự thật cậu bé này có kiếp trước là người sao hỏa hay không, cậu tái sinh đến trái đất để cứu rỗi nhân loại có đúng hay không, đến bây giờ vẫn chưa ai có đáp án chính xác nhất. Song đây vẫn là những thông tin mà chúng ta có thể tham khảo đúng không nào? Quý vị nghĩ sao về những lời dự ngôn này? Hãy để lại bình luận bên dưới video này của Lịch sử Thế giới nhé! Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Lịch sử Thế giới.